Nó lâu dữ vậy trời. Hello Hằng. Làm gì xuất hiện thù lù như ma vậy trời, thấy ghê quá vậy. Trong bụng mẹ tao chứ đâu ra. Mà nói nghe nè, tao mới đọc báo á, tao thấy con Kim Chi lớp mình á làm cái gì mỗi tháng được cả tỷ luôn á. Nghe nói nó làm idol top top gì đó, tao quyết định sẽ làm idol top top cho mày coi. Mày làm top top rồi làm content gì? Hành trình kiếm được 5 triệu mỗi tháng ở tuổi 22. Nghe truyền cảm hứng dữ ha. Ủa chứ sao, tao phải truyền cảm hứng cho những người mà thiếu nợ tao, trong đó có mày nữa đó. Tao thiếu gì tiền mày? Cái tiền mà ngày xưa mày nhờ tao mua đồ cho mày á, chắc cỡ 10.000 năm rồi đó. Thì khi nào có tao trả cho. Tao thấy mày đi chơi quá trời luôn á. Thôi trả tiền cho tao lẹ đi. Nhanh lên. Tao nói rồi, mai mốt có tao trả cho. Có bao nhiêu đâu mà đòi hoài. Trời, mày có biết á, tại vì mày thiếu tiền của tao, tao mới gặp rất là nhiều khó khăn không? Rồi, tao trả là được gì? Chuyển khoản rồi đó, 2 triệu nha. Số còn lại thì khi nào có tao trả cho nha. Tao không xài được. Mày ghi tên rồi đốt cho tao nha. Hằng, làm gì ngủ đây vậy? Đi nè, tao mày đi giết con Tú nè. Đi ngủ đây, không sợ hả? Đi. Hằng, cái gì?